không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả, có sản phẩm rõ nét. Năm 2022, Hội Nông dân quận Bình Thủy và Hội Nông dân 8 phường đã đăng ký thực hiện 9 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Theo đó, các cấp hội nông dân quận đã triển khai thực hiện được 9 mô hình, gồm thành lập tổ hợp tác trồng cam trái khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, thành lập tổ hợp tác trồng hoa kiển tại khu vực 5, phường Bình Thủy, thành lập chi hội nghề nghiệp làm giường phường Thới An Đông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại hẻm 158 khu vực 4, phường Trà Nóc, ra quân vệ sinh môi trường tuyến đường Nguyễn Đệ dài 500m, phường An Thới, dân dân, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cán bộ hội viên nông dân, góp phần chung tay cùng với chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.